Mến chào các em học sinh Thầy là Vũ Đức Thọ Thầy rất vui khi được hướng dẫn các em tìm hiểu bài học hôm nay Bài học của chúng ta là Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Và sự tan rã của hệ thống thuộc địa Các em thân mến Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc Đã diễn ra sôi nổi ở châu Á Châu Phi và Mỹ Latin làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ hoàn toàn. Cụ thể như thế nào nhỉ? Các em hãy cùng đồng hành với thầy trong video ngay sau đây nhé. Đầu tiên, thầy mời các em cùng tìm hiểu giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ 20. Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân nhiều nước châu Á đã nổi dậy tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của phát xít thành lập chính quyền cách mạng tiêu biểu là các nước ở đông nam á như indonesia việt nam và lào đến năm 1950 ấn độ một quốc gia ở nam á cũng giành được thắng lợi với những thắng lợi liên tiếp của các thuộc địa ở châu á đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào độc lập dân tộc ở châu phi và mỹ latin ở châu phi nhiều nước ở châu lục này liên tiếp nổi dậy giành độc lập như Ai Cập vào năm 1952, Algeria vào năm 1962. Ấn tượng nhất là năm 1960, có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. Sự kiện này được biết đến trong lịch sử, được gọi là năm châu Phi. Từ sau đó, hệ thống thuộc địa của các đế quốc ở châu Phi lần lượt tan rã các dân tộc châu Phi còn lại cũng giành được độc lập và chủ quyền. Ở Mỹ Latin, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Mỹ Latin cũng đã có nhiều chuyển biến nhanh chóng các em ạ. Ngày 1 tháng 1 năm 1959, cuộc cách mạng nhân dân ở Cuba dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Fidel Castro đã giành thắng lợi. Chế độ độc tài thân Mỹ đã bị lật đổ thắng lợi của nhân dân Cuba được coi là ngọn cờ đầu mở đường cho một cao trào đấu tranh cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Mỹ Latin. Các em biết không, với những thắng lợi tiêu biểu trên, đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, lan rộng khắp Á, Phi, Mỹ Latin. Tới giữa những năm 60 của thế kỷ 20, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ. Hệ thống thuộc địa chỉ còn 5,2 triệu km vuông với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu ở miền Nam châu Phi. Tiếp theo, thầy mời các em cùng tìm hiểu giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Các em học sinh thân mến, nét nổi bật của giai đoạn này là phong trào đấu tranh giành độc lập tiêu biểu ở các nước Angola, Mozambique và Guinea biết sao Nhằm lật đổ sự thống trị Của thực dân Bồ Đào Nha Các em ạ à, Từ đầu những năm 60 Nhân dân ba nước này Đã tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang Vào tháng 4 Năm 1974 Ở Bồ Đào Nha nổ ra cuộc đấu tranh Lật đổ chế độ độc tài Tồn tại từ năm 1926 Dẫn tới chính quyền mới Ở Bồ Đào Nha Đã phải tuyên bố trao trả độc lập cho Guinea-Bissau vào tháng 9 năm 1974, Mozambique và Angola vào năm 1975. Đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Phi bị tan rã. Đây là một thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Tiếp theo, thầy mời các em cùng theo dõi video để tìm hiểu giai đoạn thứ ba giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa trong thế kỷ 20. Các em ạ, à, phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai đoạn này là từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc, tập trung ở các nước miền Nam châu Phi tiêu biểu là cuộc đấu tranh ở cộng hòa zimbabwe cộng hòa namibia và cộng hòa nam phi sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường và bền bỉ của người da đen chính quyền thực dân của người da trắng đã phải tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc công nhận quyền bầu cử và các quyền tự do dân chủ khác của người da đen sau khi giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử chính quyền của người da đen đã được thành lập ở cộng hòa zimbabwe Cộng hòa Namibia và Cộng hòa Nam Phi. Đến đây, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỷ tồn tại. Về đặc điểm, đến cuối thế kỷ 20, với thắng lợi của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở các nước miền Nam châu Phi, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đến đây đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc, châu Á, châu Phi và Mỹ Latin đã bước sang một chương mới với nhiệm vụ to lớn là củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước nhằm khắc phục tình trạng nghèo nan, lạc hậu đã kéo dài từ bao đời nay. Như vậy đến đây, thầy Thọ đã hướng dẫn các em tìm được xong bài học, quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Cảm ơn các em đã theo dõi video bài giảng của thầy hãy đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất nhé xin chào tạm biệt